hủ. Con vớt gì đó? Vớt miếng con cá. Vớt miếng cá làm gì? Con nấu. À con vớt cá bự. À con cá nó ăn cái phao của mẹ kìa. Cá tê thả dưới thôi ra. Cá tai tượng hả? Mì lao quá, cứ biết con cá nó không dám ăn luôn. Con cá nó sợ gần chết luôn.